à, về danh Hỏi bài minh phí trả lời tức thì vào thư viện ăn tải ngay áp về danh Xin chào tất cả các con và chào mừng các con đến với buổi học ngày hôm nay Ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng với nhau tìm hiểu bài tập đọc bài 4 có tên là Bên cửa sổ và trước khi đến với buổi học ngày hôm nay thì chúng mình hãy chia sẻ với bạn hoặc với người thân của các con những cảnh vật mà em nhìn thấy qua khung cửa nhà mình nhé. Có bạn chia sẻ với cô rằng là khi mà con nhìn uh, qua khung cửa nhà mình thì con thấy là hình ảnh rất nhiều những căn nhà san sát nhau, đúng không? Còn có bạn thì nói rằng là khi mà con nhìn qua khung cửa nhà mình thì thấy một cái cảnh bầu trời rất là tươi xanh. Các bạn thì nói rằng là vì nhà con ở trên cao nên khi mà con mở cửa ra là con có thể nhìn thấy toàn thành phố của nhà mình đang sống và chúng mình thấy nhá mỗi một bạn ở một vị trí khác nhau thì sẽ nhìn khi nhìn khung cửa sổ thì sẽ thấy một cái cảnh vật khác nhau và các con ạ, chúng mình quan sát bức tranh mà cô nhi đã chiếu trên đây thì chúng mình thấy là hình ảnh một bạn nhỏ đang nhổ tóc sâu cho bà bên cạnh khung cửa vậy để biết được bên khung cửa sổ nhà bạn nhỏ thấy được những âm thanh nào và tình cảm của bạn nhỏ đối với cảnh vật xung quanh như thế nào thì bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu bài tập đọc có tên là bên cửa sổ các con nhé. Trước khi đến với à, phần tìm hiểu thì đầu tiên cô như mời tất cả các con hãy lắng nghe cô đọc mẫu bài tập đọc này nhé. Bên cửa sổ Nhà mới của Hà có cửa sổ hướng ra vườn cây ngồi bên cửa sổ hà thấy bao nhiêu điều lạ một đàn vàng anh vàng như rát vàng lên lông lên cánh đậu trên ngọn cây tiếng hót của chúng như những chuỗi vàng lọc nắng bay đến với hà lát sau đàn chim treo cánh bay đi nhưng tiếng hót như đọng mãi giữa bầu trời ngoài cửa sổ buổi sáng ánh nắng dịu dàng ngọt màu mật ong ngoài cửa sổ rọi vào nhà in hình hoa lá trên mặt bàn nền gạch hoa còn về đêm chẳng khi thì như chiếc thuyền vàng trôi trong mây trên bầu trời ngoài cửa sổ lúc thì như chiếc đèn lồng thả ánh sáng xuống đầy sân. ôi, khung cửa sổ nhỏ, hà yêu nó quá, hà thích ngồi bên cửa sổ nhổ tóc sâu cho bà, nghe bà đọc truyện cổ tích ngày xưa ngày xưa. vậy là vừa rồi các con đã lắng nghe cô đọc mẫu bài tập đọc bên cửa sổ. Và các con lưu ý khi đọc bài tập đọc này thì chúng mình hãy đọc nhẹ nhàng, nhấn giọng ở những từ ngữ chỉ màu sắc, âm thanh, hoạt động nhé. Còn bây giờ, cô mời tất cả các con sẽ cùng với cô luyện đọc các từ ngữ khó có trong bài tập đọc này. Từ đầu tiên là chuỗi vàng lọc nắng. Tiếp theo, trao cánh bay đi. Rồi. Trên đây là bác cụm từ ngữ mà cô thấy có thể là các con sẽ gặp khó khăn khi đọc, chúng mình hãy luyện đọc các từ ngữ này trước khi đọc toàn bài nhé. Và bây giờ cô Nhi sẽ hướng dẫn cho các con à cách đọc các câu văn dài có trong bài tập đọc. Ở trong bài tập đọc bên cửa sổ thì chúng mình có hai câu văn dài. Bây giờ trên đây cô Nhi đã có những cái dấu ngắt nghỉ, thì bây giờ các con hãy lắng nghe cô đọc mẫu các câu ở trong à, phần mà cô Nhi đã chiếu lên đây nhé. Câu 1 này. Lát sau, đàn chim trao cánh bay đi. Nhưng tiếng hót như đọc mãi giữa bầu trời ngoài cửa sổ. Như vậy là cô đã ngắt ở đằng sau tiếng sau, tiếng đi và tiếng mãi. Tiếp theo câu số 2 này. Còn về đêm, chẳng khi thì như chiếc thuyền vàng trôi trong mây. Trên bầu trời ngoài cửa sổ, lúc thì như chiếc đèn lồng thả ánh sáng xuống đầy chân. Như vậy, với câu 2 thì cô đã ngắt sau các tiếng đêm, mây, sổ và lồng, được chưa nào? Bây giờ chúng mình hãy luyện đọc hai câu văn dài này trước khi chúng mình vào đọc toàn bài nhé. Và ở trong bài tập đọc vừa rồi có những cái từ ngữ sau chúng mình có thể là sẽ gặp khó khăn và bây giờ cô nhi sẽ giải nghĩa một số từ đó nhé rọi rọi có nghĩa là ánh sáng chiếu thẳng vào dát vàng là gắn thêm từng mảnh vàng trên bề mặt thường để trang trí chuỗi là tập hợp gồm nhiều vật nhỏ cùng loại có hình dáng gần giống nhau sâu thành dây và trao có nghĩa là nghiêng nhanh từ bên này sang bên kia và ngược lại và với bài bên cửa sổ thì cô chia thành 4 đoạn như sau. Đoạn số 1, từ nhà mới của Hà đến bao nhiêu điều lạ. Đoạn số 2, từ một đàn vàng anh đến ngoài cửa sổ. Đoạn số 3 tiếp theo, từ buổi sáng đến xuống đầy chân. Và đoạn số 4 chính là đoạn còn lại. Các con hãy đánh dấu 4 đoạn này vào trong sách giáo khoa của mình để tiện cho việc chúng ta tìm hiểu bài nhé. Và trước khi đến phần tìm hiểu bài thì cô hy vọng rằng các con sẽ luyện đọc lại bài tập đọc này ít nhất là một lần để chúng mình à nắm rõ cái bài đọc rồi chúng mình sẽ trả lời các câu hỏi ở phần tìm hiểu bài thật tốt nhé. Và bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đến với phần tìm hiểu bài. Câu hỏi số 1 của cô như sau: Tiếng hót của chim vàng anh được tả bằng từ ngữ nào? À đúng rồi, tiếng hót của chim vàng anh được tả bằng những từ ngữ như là chuỗi vàng lọc nắng và chuỗi thì vừa rồi cô đã giải thích là tập hợp gồm nhiều vật nhỏ cùng loại có hình dạng gần giống nhau sâu thành dây thì ở đây tiếng hót của chim vàng anh đã được tả bằng à cụm từ là chuỗi vàng lọc nắng câu hỏi tiếp theo của cô này về đêm trăng được so sánh với gì chúng mình có thể quan sát vào cái phần hình ảnh này và nói cho cô biết là về đêm trăng được so sánh với gì không nào à đúng rồi về đêm trăng được so sánh với chiếc thuyền trôi trong mây này chiếc đèn lồng thả ánh sáng xuống đầy sân như vậy là về đêm trăng đã được so sánh với chiếc thuyền trôi trong mây rất là đẹp một hình ảnh rất là đẹp và chiếc đèn lồng thả ánh sáng xuống đầy sân bây giờ các con hãy tìm cho cô những câu văn thể hiện tình cảm của hà với khung cửa sổ nhé à với cái câu này thì cô như gợi ý là các con hãy đọc thầm cho cô đoạn cuối cùng nào chính xác rồi đấy các con ạ à. những câu văn thể hiện tình cảm của hà với khung cửa sổ đó là ôi khung cửa sổ nhỏ hà yêu nó quá hà thích ngồi bên cửa sổ nhổ tóc sâu bà nghe bà đọc chuyện cổ tích ngày xưa ngày xưa vậy sau khi chúng mình học đọc bài tập đọc này thì các con hãy cho cô biết vì sao Hà thích ngồi bên cửa sổ nhà mình mỗi bạn thì sẽ cảm thấy là bạn Hà ngồi thích ngồi bên cửa sổ nhà mình có à, với một cái lý do khác nhau mỗi bạn đi trả lời một cái ý khác nhau tuy nhiên thì khi mà cô tổng kết lại thì các bạn đều trả lời rằng là Hà thích ngồi bên cửa sổ vì Hà thấy bao điều lạ qua khung cửa đó đàn chim vàng anh này ánh nắng hay ánh trăng rồi nhổ tóc sâu cho bà nghe bà đọc chuyện cổ tích. Vậy đấy các con ạ, à, bên cạnh cửa sổ nhà mình chắc chắn là có rất nhiều điều lạ mà chúng mình có thể là chưa à chưa ngắm nhìn, chưa từng ngắm nhìn và chưa từng cảm nhận. Nhưng đối với bạn Hà thì khung cửa sổ thật là thân thương đúng không nào? Vậy sau khi chúng mình đọc bài tập đọc này thì các con hãy thử một lần ngồi bên khung cửa nhà mình ngắm nhìn cái cảnh vật bên ngoài khung cửa và chúng mình hôm thì chúng mình ngắm nhìn cảnh vật vào ban ngày, hôm thì chúng mình ngắm nhìn cảnh nhật cảnh vật và lúc chiều tối hay lúc buổi tối để xem rằng mỗi một cái thời điểm trong ngày thì khung cửa sổ nhà mình thay đổi như thế nào và con đã nhận được ra điều lạ nào đằng sau khung cửa sổ ấy. Và cũng như bạn Hà, bạn Hà đã có một tình yêu vô bờ bến đối với khung cảnh vật nhà bạn ấy đấy. Và bạn ý vô cùng yêu à cái việc mà ngồi bên cửa sổ nhà mình như vậy vừa rồi cô trò chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu bài tập đọc bên cửa sổ và bây giờ chúng mình sẽ chuyển đến phần viết các con nhé. Và ở bài học ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng nhau nghe viết hai đoạn nhỏ có trong bài tập đọc bên cửa sổ. Vậy trước khi vào phần nghe viết thì các con hãy đọc thầm cùng với cô hai đoạn nhỏ này nhé. Bên cửa sổ. Nhà mới của Hà có cửa sổ hướng ra vườn cây ngồi bên cửa sổ hà thấy bao nhiêu điều lạ một đàn vàng anh vàng như sát vàng lên lông lên cánh đậu trên ngọn cây tiếng hót của chúng như những chuỗi vàng lọc nắng bay đến với hà Vậy là vừa rồi chúng mình đã cùng đọc thầm lại hai đoạn nhỏ trong à phần đọc viết, à phần nghe viết của ngày hôm nay. Vậy bây giờ chúng mình hãy mở vở ra nào, cầm bút lên, ngồi thật ngay ngắn và viết cho cô hai đoạn nhỏ này trong bài tập đọc bên cửa sổ nhé. Và cô hy vọng rằng chúng mình sẽ trình bày thật là đẹp. Và các con thấy đấy, với bài tập đọc này thì chúng mình lưu ý cho cô là viết hoa những chữ cái đầu câu này, viết hoa tên riêng này, hết câu thì phải có dấu chấm này. Khoảng cách của các con chữ thì là một con chữ O tưởng tượng. Và đặc biệt, chúng mình hãy cố gắng viết độ cao đúng. Ví dụ như là con chữ H, con chữ G, con chữ B, con chữ L và các chữ hoa sẽ cao 2 ô ly rưỡi. Còn các con chữ như là con chữ T thì cao 1 ô ly rưỡi, con chữ giờ thì cao 2 ô ly còn các con chữ còn lại thì chúng mình sẽ ghi là cao 1 ô ly vậy các con hãy viết thật tốt và cô hy vọng rằng sẽ nhận được những bài viết thật đẹp của các con gửi tới nhé còn bây giờ chúng mình hãy viết cho cô tên của hai đến ba đường phố hoặc làng xã mà em biết nào ở trên ảnh thì chúng mình thấy là có hình ảnh của phố giàng võ này đường nguyễn đình triều này và đường cô giang này vậy không biết rằng còn có những à con phố nào nữa à cô nhi đã ghi mẫu cho chúng mình những đường phố ở đây là chúng mình thấy rằng tên của phố này tên của đường này đều là tên riêng thì chúng mình sẽ phải viết hoa còn đâu những cái từ như là phố đường đều là những cái danh từ chung thì chúng mình sẽ không cần phải viết hoa mà chúng mình à viết thường cho cô nhé còn đâu tên riêng của các con phố tên riêng của các con đường thì chúng mình sẽ phải viết hoa và trình bày thật đẹp vào vở của mình, được không nào? Bây giờ chúng mình hãy cùng với cô à đến với phần tiếp theo. Các con hãy tìm cho cô hai đến ba từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng chữ chờ hoặc chờ có nghĩa là chỉ người trong gia đình, dòng họ, ví dụ như là chị. Và đây cô như có các từ ví dụ như là cha này, chồng này, chú này, liệu còn những cái từ ngữ nào thì các con hãy bổ sung cho cô nhé. Còn các từ ngữ chỉ cây cối thì cô tìm được là à, có mẫu là tre hoặc là trúc. Vậy ngoài các từ ngữ này ra thì chúng mình còn tìm được những từ ngữ nào? Các con hãy chia sẻ cho cô biết với nhé. Bây giờ chúng mình hãy tiếp tục tìm cho cô 2 đến 3 từ ngữ chứa tiếng có vần ong hoặc vần ông có nghĩa là chỉ đồ vật và chỉ con vật. Với chỉ đồ vật thì cô có mẫu như là cái vòng này hoặc là cái võng này hoặc là bình bông này. Còn chỉ con vật thì cô Nhi tìm được con ong này, hoặc là con mực ống. Còn các con, cùng tìm chắc rằng chúng mình sẽ tìm được nhiều từ ngữ hơn nữa đấy. Chúng mình hãy chia sẻ cho cô và cho những người xung quanh con biết với nhá. Bây giờ, chúng mình hãy ghép các tiếng sau thành từ ngữ chỉ tình cảm nơi thân quen nào. Cô có các tiếng: thân này, quen này, thiết này, tha này, thương này, thuộc này vậy chúng mình có thể ghép thành những từ nào à chúng mình có thể ghép thành các từ là thân thương này hoặc là thân thuộc này hoặc là thân quen này hoặc là thiết tha và các con ạ quen thuộc cũng được và quen thuộc có nghĩa là quen tới mức biết rất là rõ thiết tha hay tha thiết thì có nghĩa là có tình cảm thắm thiết luôn nghĩ đến nhau ví dụ như là tình bạn giữa chúng em rất là tha thiết đúng không nào vậy trên đây là đáp án của cô, đáp án của các con thì sao? Chúng mình hãy nói cho cô biết với nhé. Sau đây chúng mình sẽ cùng nhau luyện tập vấn đặt câu, chọn dấu câu. Ở trên đây cô nhi có các vị trí ô vuông chưa được điền dấu. Vậy bây giờ các con hãy giúp cô điền cho cô các dấu phù hợp và nhớ là khi vị trí nào chúng mình điền dấu chấm thì đằng sau à dấu chấm thì phải viết hoa chữ cái đầu câu đúng không nào? và dấu chấm thì sẽ kết thúc một câu kể giúp người đọc biết cái câu chuyện chuyển sang một cái vấn đề khác và sau dấu chấm thì đặc biệt là phải viết hoa chữ cái đầu câu tiếp theo còn dấu phẩy thì dùng để tách các từ cùng với chức năng trong câu vậy ở trong cái đoạn nhỏ này thì cô nhi đặt các dấu như sau cò phẩy vạc phẩy diệt xám rủ nhau về đây làm tổ chấm chúng gọi nhau trêu ghẹo nhau Váng cả một vùng sông nước. Được chưa nào? Tiếp theo chúng mình sẽ đến với phần đặt câu. Chúng mình hãy dùng cho cô những từ ngữ khi nào này, lúc nào này, bao giờ để đặt câu hỏi cho các từ ngữ in đậm. Ở đây cô có 3 câu. Buổi sáng, ông em thường ra sân tập thể dục. Mẹ gọi Nam dậy lúc 6 giờ. Tuần sau, lớp em thi văn nghệ. Và cô có một cái ví dụ như sau này. Ví dụ với câu sáng sớm đường phố bắt đầu nhộn nhịp thì cái từ ngữ được in đậm là từ nào? À đúng rồi, từ sáng sớm. Và với từ sáng sớm thì chúng mình thấy từ sáng sớm là từ ngữ chỉ gì? À đúng rồi, từ sáng sớm là từ ngữ chỉ chỉ thời gian. Vì vậy, nếu như chúng mình muốn đặt câu à, sử dụng từ ngữ khi nào, lúc nào, bao giờ thì chúng mình sẽ phải thay cho cô cái cụm từ chỉ thời gian, đúng không nào? Và với cái từ câu này thì cô Nhi sẽ đặt câu như sau. Khi nào đường phố bắt đầu nhộn nhịp và đừng quên có dấu chấm hỏi ở cuối câu. Tiếp theo, cô Nhi đặt câu là đường phố bắt đầu nhộn nhịp khi nào? Và đúng rồi, chúng mình cũng sẽ phải viết dấu chấm hỏi ở cuối câu Đúng không nào? Như vậy là chúng mình thấy rằng là với một câu Nhưng chúng mình sẽ có ít nhất là hai cách lựa chọn để đặt câu Vậy các câu kia chúng mình sẽ đặt câu như thế nào? Các con hãy nhanh chóng đặt câu Sau đó hãy bật video clip lên để xem cô Nhi đặt câu như nào nhé À, với câu đầu tiên Buổi sáng ông em thường ra sân tập thể dục Thì cô đặt câu là Ông em ra sân tập thể dục khi nào? câu số 2 mẹ gọi nam dậy lúc 6 giờ thì cô đặt câu là mẹ gọi nam dậy lúc nào và câu số 3 tuần sau lớp em thi văn nghệ thì cô sẽ đặt câu là bao giờ lớp em thi văn nghệ như vậy là cô đã sử dụng những cái cục từ khi nào lúc nào bao giờ để thay thế cho các cái từ được in đậm và các những từ được in đậm đều là những từ chỉ thời gian Vậy là vừa rồi chúng mình đã cùng nhau luyện tập à cách đặt câu này cùng nhau luyện tập là gì à cách đặt dấu câu này và cô hy vọng rằng là chúng mình đã nắm chắc hơn cái việc là gì đặt câu hoặc là đặt dấu câu à, sau cái phần bài học ngày hôm nay nhé còn bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đến với phần kể chuyện với phần kể chuyện ngày hôm nay, chúng mình sẽ à, kể lại câu chuyện khu vườn tuổi thơ. Và trước khi các con kể lại câu chuyện khu vườn tuổi thơ, thì chúng mình hãy à, đọc lại câu chuyện khu vườn tuổi thơ. À, và chúng mình sẽ tóm tắt lại cho cô à, nội dung của bốn bức tranh ở trên đây nhé. Ở bức tranh số 1, chúng mình thấy là hình ảnh làm sao nhỉ? Bố đang cầm một cành hoa và đưa cho bạn nhỏ ngửi, đúng không nhỉ? Và hỏi bạn nhỏ là gì? Đố con hoa gì? Sang đến bức tranh số 2 thì bố và bạn nhỏ đang chăm sóc à chăm sóc cây hoa màu gà và bạn nhỏ rất là chăm chú tưới nước cho cho cây. Tiếp theo hình ảnh số 3 là bố hướng dẫn bạn nhỏ nhắm mắt này sờ vào cây hoa để đoán xem đây là cây gì, cây hoa gì, đúng không? Và hình ảnh số 4 là hình ảnh bạn nhỏ mở tung cửa sổ ra. Và nói rằng là gì? Mình biết hoa gì rồi. Tức là sau một cuối thời gian là gì? À, bạn cảm nhận, ngắm nhìn bên những cái bông hoa thì bạn đã à, đoán được những cái bông hoa đó. Vậy bây giờ chúng mình hãy cùng với cô sắp xếp lại các bức tranh theo đúng trình tự các sự việc có trong chuyện nhé. Và trình tự chính xác như sau. Bức tranh số 2, số 3, số 1 và cuối cùng là số 4. và đầu tiên khi mà bạn nhỏ chăm sóc cây hoa xong này, rồi bố hướng dẫn bạn nhỏ là gì, nhắm mắt sờ và cảm nhận này, sau đó ngửi này và cuối cùng là bạn nhỏ đã à đã biết được cái bông hoa trong vườn nhà mình này bông hoa gì vậy bây giờ chúng mình sẽ cùng với cô kể lại từng đoạn của câu chuyện theo từng bức tranh nhé và các bức tranh chúng mình sẽ uh, kể lại theo đúng cái thứ tự của nội dung chuyện được không nào? Với bức tranh số 1 Chúng mình sẽ kể như thế nào đây? Các con hãy lắng nghe cô kể nhé Nhà tôi có khu vườn rất rộng Bố trồng nhiều hoa Buổi chiều Bố thường dẫn tôi ra vườn tưới cây Tiếp theo chúng mình đến bức tranh số 2 này Một hôm Bố bảo tôi nhắm mắt lại Bố dẫn tôi đi chạm tay vào từng bông hoa rồi hỏi đố con hoa gì? Tôi luôn trả lời sai. Bố động viên tôi cố gắng. Ít hôm sau, tôi đoán được hai hoa. Hoa màu gà viền cánh nhấp nhô, hướng dương cánh dài, mỏng, nhụy to, ram ráp. Bức tranh tiếp theo này. Hôm sau nữa, bố đưa tôi một bông hoa ra trước mũi và bảo tôi đoán đố con hoa gì tôi nhận ra thêm được hoa cúc nhờ mùi hương thật dễ chịu hoa ích mẫu với mùi ngai ngái rất riêng bố cười còn sắp đoán được hết các loại hoa của bố rồi và bức tranh cuối cùng không bao lâu sau chỉ cần chạm tay hoặc hít hà là tôi có thể nhận ra bất cứ loại hoa nào trong vườn trò chơi của bố giúp tôi gắn bó hơn với khu vườn nhà mình. Như vậy là vừa rồi, cô đã kể lại từng đoạn của câu chuyện theo từng bức tranh. Và bây giờ, các con sẽ à, ngắm nhìn lại lần lượt bốn bức tranh ở trên đây đã được sắp xếp theo đúng thứ tự nội dung câu chuyện và lắng nghe cô kể lại câu chuyện này một lần nữa nhé. Nhà tôi có khu vườn rất rộng, bố trồng nhiều hoa buổi chiều bố thường dẫn tôi ra vườn tưới cây một hôm bố bảo tôi nhắm mắt lại bố dẫn tôi đi chạm tay vào từng bông hoa rồi hỏi đố con hoa gì tôi luôn trả lời sai bố động viên tôi cố gắng ít hôm sau tôi đoán được hai loại hoa màu gà viền cánh nhấp nhô hướng dương cánh dài, mọng, nhụy to, ram ráp. Hôm sau nữa, bố đưa bông hoa trước mũi và bảo tôi đoán. Tôi nhận ra thêm được hoa cúc, nhiều mùi hương thật dễ chịu. Hoa ích mẫu với mùi ngai ngái rất riêng. Bố cười, còn sắp đoán được hết các loại hoa của bố rồi. Không bao lâu sau, chỉ cần chạm tay hoặc hít hà là tôi có thể nhận ra bất cứ loại hoa nào trong vườn. Trò chơi của bố giúp tôi gắn bó hơn với khu vườn nhà mình. Vậy là vừa rồi, chúng mình đã lắng nghe cô kể lại toàn bộ câu chuyện khu vườn tuổi thơ và cô hy vọng rằng chúng mình sẽ chọn cho cô từ 1 đến 2 bức tranh mà các con yêu thích nhất. Hoặc bạn nào giỏi có thể chọn toàn bộ cả bức tranh kể lại cả câu chuyện luôn cũng được. Và chúng mình hãy kể thật hay cho bố mẹ cũng như cho anh chị nghe nhé. Còn bây giờ, chúng mình sẽ cùng nhau luyện tập thuật lại việc được chứng kiến. Trước hết, chúng mình hãy nói cho cô 4 đến 5 câu về một việc làm hàng ngày của thầy cô dựa vào các gợi ý sau. Trước hết, chúng mình hãy giới thiệu cho cô việc làm của các thầy cô là gì và các bước thầy cô thực hiện công việc như thế nào? Và đặc biệt là các bước thì chúng mình ở đầu mỗi các bước thì các con hãy cho cô những cụm từ, ví dụ như là đầu tiên này, tiếp theo này, sau đó này cuối cùng này được chưa nào và bây giờ là mẫu của cô hàng ngày thầy cô đều lên lớp dạy học đầu tiên thầy cô sẽ kiểm tra bài cũ và chữa bài tập về nhà tiếp theo thầy cô giới thiệu bài mới và giảng bài sau đó thầy cô hướng dẫn làm bài tập liên quan đến bài học cuối cùng thầy cô kết thúc bài học và giao bài tập về nhà cho học sinh. Như vậy là các bước à, thực hiện cái công việc của thầy cô khi mà lên lớp đúng không nào? Và sau khi chúng mình nói 4 đến 5 câu xong thì chúng mình hãy viết lại 4 đến 5 câu này à, vào trong vở của mình. Và chúng mình lưu ý rằng các con hãy viết hoa cho cô đầu câu nhé. Khoảng cách giữa các con chữ là một con chữ O tưởng tượng được không nào? Và như vậy buổi học hôm nay của chúng mình đã kết thúc mất rồi. Và hẹn gặp lại các con vào các bài học tiếp theo. Xin chào tất cả các con khóa học về rách Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh Trải nghiệm ngay khóa học về rách